Good Day Student, một văn phòng bảo hiểm với đầy đủ các dịch vụ bảo hiểm. Và đặc biệt mùa thuế năm nay, chúng tôi giúp quý vị khai thuế với những hồ sơ thuế tốt nhất và nhanh chóng nhất. Đặc biệt, văn phòng chúng tôi có bảo hiểm nhân thọ Life Insurance là hình thức đầu tư tốt nhất cho bản thân quý vị và gia đình của quý vị. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và may mắn. Good Day Student, chúc mừng năm mới! Kính chào quý vị, chúng tôi hiện đang có mặt tại Good Day Insurance. Good Day Insurance tọa lạc tại 14044 Magnolia Street, Suite 223, thành phố Westminster, California. Good Day Insurance thành lập từ năm 2007 và đã có trên 10 năm phục vụ cho đồng bào Việt Nam chúng ta tại Little Sài Gòn. Và điện thoại là 714-902-1140. Kính thưa quý vị, hiện diện nơi đây và ngồi kế bên Vika là chủ nhân của Good Day Insurance. Chúng tôi xin được gửi lời chào đến cô Polly Nguyễn, là chủ nhân của Good Day Insurance. Xin mời Polly sẽ có lời chào đến quý vị khán giả. Thank you anh Vika. Dạ kính thưa quý khán giả. Dạ em tên là Polly Nguyễn. Dạ không dám nói làm chủ nhân đâu, nói làm tỳ nữ của Good Day Insurance. Vâng, cảm ơn Polly. Và hiện diện kế bên Polly là một cô nhân viên phục vụ rất là xinh đẹp, đó là cô Trúc Mai. Xin mời Trúc Mai có lời chào đến quý vị khán giả. Trước tiên em xin chào anh Vika và em xin chào quý khán thính giả. Vâng, cũng xin mến chào Trúc Mai. Và thứ nhất, anh cũng xin nói chuyện được với Polly. Polly, anh được biết rằng Good Day Insurance có rất nhiều, làm việc rất nhiều công ty bảo hiểm rất lớn ở nước Mỹ này. Thì Polly có thể trình bày cho quý vị khán giả một số những công ty bảo hiểm lớn mà Good Day Insurance đang cộng tác với những công ty đó. Good Day làm về bảo hiểm sức khỏe. Thì bảo hiểm sức khỏe thì làm through Obamacare với HealthNet, Blue Shield, and then làm Medicare là cho những bác trên 65 tuổi, làm với United Healthcare. Và nếu mà xe với nhà đó thì Traveler. Và những đại khái là cũng rất là nhiều bảo hiểm, khoảng chừng 20 bảo hiểm trở lên. Quá là phong phú phải không ạ? Ngoài ra, ngoài cái vấn đề bảo hiểm như là Polly đã nói đó, là chúng ta có những bảo hiểm về xe cộ, bảo hiểm về nhà cửa, bảo hiểm về cơ sở thương mại và cả về bảo hiểm nhân thọ. Vicky có thể lần lượt sơ lược về những cái bảo hiểm đó không? Dạ về bảo hiểm nhân thọ đó thì văn phòng đang tập trung về công ty là gọi là National Life Group, là tại vì nó có rất là nhiều benefit cho khách hàng. Thành nên về tại vì hồi bảo hiểm cũ của Life Insurance á, thì người ta phải chờ chết người ta mới xài được. Còn bảo hiểm National Life loại mới á, thì là không có cần phải chết phải xài. Có thể lấy tiền tử ra xài được. Và rất là hữu ích cho tất cả mọi người, là từ baby cho đến những người lớn đến 65 tuổi. Cảm ơn Polly rất là nhiều. Cá nhân anh cũng có bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà sau khi review và nói chuyện với Polly, đã một lần nói chuyện với Polly, thì anh biết rằng cái bảo hiểm đó nó không còn thích hợp nữa. Chúng ta, kính thưa quý vị, hiện giờ chúng ta có những cái chương trình bảo hiểm rất là hay mà Polly đã từng trình bày cho Vika biết ở tại Good Day Insurance. Và cộng tác với lại Good Day Insurance có sự hiện diện của Trúc Mai. Trúc Mai cho biết là Trúc Mai chuyên phục vụ cho khách hàng về những lĩnh vực nào ạ? Em xin chào anh. Và Trúc Mai thì cộng tác với lại Good Day Insurance cũng được vài năm. Em rất là thích
về cái công việc này, vì em thì chuyên ngành về Medicare của những bác 65 tuổi trở lên và về Life Insurance là Việt Nam mình gọi là bảo hiểm nhân thọ. Thì trong cái bảo hiểm nhân thọ như vừa rồi Polly có nói là cái những cái quyền lợi cho những người mua bảo hiểm về Life Insurance, trước đây thì khi mình mua thì mình chờ chết, hoặc là thì cái quyền lợi đó được những người trong family mình thừa hưởng, nhưng bây giờ mình mua ngược lại thì cái người mua nó được bảo vệ do bản thân của cái người mua trước, không phải là đợi mình mất, mà nó còn quyền lợi là khi mình bệnh thì mình lại được những cái quyền lợi đó. Những lúc thì mình bệnh thì mình đâu còn đi làm nữa, thì những lúc mình bệnh đó bảo hiểm nó đã cover cho mình trong thời gian mình bệnh, coi như mình có một cái income để mình trang trải hàng tháng. Cái đó là cái mà em rất là thích. Và những như là những người có gia đình, có những em bé nhỏ khoảng 1 tuổi thì mình mua những cái giá rất là rẻ, và để cho con mình đi học qua 18 tuổi mình có thể mình lấy tiền đó ra để mình trang trải cho con mình. Thì cái đó là những cái nền tảng mà em thấy rất là hay. Và em là cái người làm việc ở đây thì hiện tại trong Good Day Insurance còn có những cái bảo hiểm khác nữa. Về bảo hiểm Medicare thì cho những cái bác mà 65 tuổi để mấy bác có những quyền lợi. Vì khi 65 tuổi thì mình có những cái benefit cho những bác có những cái quyền lợi, nhưng mà sometimes có những cái mà mình thiếu thì ở đây Good Day Insurance sẽ giúp cho mấy bác đó để tìm hiểu thêm và có những cái quyền lợi để cho mấy bác có thêm những cái quyền lợi về 65 tuổi nữa. Và hiện tại thì Good Day Insurance còn có rất là muốn làm cộng tác thêm những người agent nữa, vì hiện tại là công ty cũng còn thiếu nhiều nhân viên lắm, vì ở đây khách vô rất là nhiều. Dạ, nhưng mà thiếu nhân viên nên là muốn làm rất là welcome những em mà 18 tuổi trở lên muốn gia nhập vô công ty để làm việc về Life Insurance hoặc là những ngành bảo hiểm khác, thì ở đây văn phòng chúng em cũng là đang là rất là cần. Dạ. Vâng, cảm ơn Trúc Mai rất là nhiều. Ngoài vấn đề bảo hiểm, anh còn nghe là Good Day Insurance có cái dịch vụ là về financial planning cho những người mà đã chuẩn bị và đang trong tuổi retirement. Thì cái financial planning đó, nó có, theo anh biết là nó cái một cái quyền lợi rất lớn của chúng ta, nhất là những người đã làm việc và có chương trình 401k. Bây giờ người ta roll over qua cái IRA đó. Thì cái vấn đề annuity đó nó là thế nào? Và có thể nhờ Polly hoặc là cô có thể giải thích cho biết vấn đề về cái planning cho cái retirement. Dạ được. Anh Vika nói vấn đề về annuity rất là đúng. Bởi vì nhiều người giống như là người ta có cái 401k 400.000 thí dụ. Rồi nếu mà mình không có làm gì hết, mình roll over vô nhà băng. Thì vô nhà băng thì cái 400.000 á, nếu mà một năm mình xài hết 100 á, thì 4 năm mình hết. Tại vì nó không có lời gì hết. Vô nhà băng nó cho mình khoảng chừng 0.% thôi. Thì thay vì mình được có roll over nhà băng, cái mình over qua công ty giống như những công ty đại diện của Good Day. Thì tụi này sẽ chỉ dẫn cho cái cách roll over. And then roll over thì nó sẽ cho mình cái bonus liền. Và nó cho mình guarantee phần trăm, ví dụ bonus là 14%, nó guarantee 7% trong vòng 20 năm. Thì cái tiền, cái bắt đầu cái khi mà mình, lúc mà mình bỏ vô là mình 65, thì chẳng hạn như khoảng chừng 75 tuổi, 10 năm sau mình lấy ra, thì nó guarantee mình một cái số amount mỗi năm như thế nào, và nó guarantee là suốt đời luôn. Thì có nghĩa là tiền của mình bỏ vốn vô á, thì nó mua, lấy ra mua đang cái vốn của mình bỏ vô. Thành ra cái đó nó gọi là cái một trong những cái annuity mà mình có thể help khách hàng. Rồi cũng có nhiều cái annuity khác lắm. Thành ra nhưng mà lại tùy theo khách. Ví dụ người ta muốn như thế nào, người ta muốn rút bất cứ lúc nào, hay là người ta chỉ muốn là thôi để dành đó, nên người ta sẽ lấy ra sau. Thì có ra là tụi em ngồi xuống làm financial planning cho họ. Rất là hay, Polly. Kính thưa quý vị, chúng tôi được biết rằng ở trên thị trường có rất nhiều
công ty về chuyên lo về financial planning cho annuity. Và mỗi người, mỗi hoàn cảnh đều có một đường lối để mà tham gia vào một chương trình. Nhưng mà chúng ta cần những người chuyên gia về vấn đề annuity để chúng ta có thể tham vấn, và chúng ta sẽ chọn lựa một cái công ty thật chính xác. Và không ai khác hơn là chúng ta phải đến Good Day Insurance để gặp một đội ngũ những chuyên viên rất là chuyên nghiệp về insurance và financial planning. Và anh có thêm một câu hỏi nữa về vấn đề cái annuity. Anh nghe nói annuity đó, khi mà chúng ta tham gia vào một chương trình annuity, chúng ta cũng được cái quyền lợi cũng như là insurance, life insurance, và chúng ta có thể lấy tiền ra lúc chúng ta bị những cái trường hợp, ví dụ như bệnh hoạn, hay hoặc là chúng ta bị vấn đề trở ngại về vấn đề financial problem. Có thể Polly giải thích thêm chút cho quý vị khán giả về vấn đề đó không ạ? Dạ được anh. Đúng thì anh, cái bảo hiểm mà cái annuity á, nó có come with những cái rider để cho anh add vô, nên xong rồi nó cover chứ cái bệnh hoạn mình lấy ra, hoặc là ví dụ mà mình giống như là mình bị giống như mình bị bệnh thì mình có quyền mình có thể mình withdraw cái tầm mệnh này. Rất là hay. Vâng, xin cảm ơn Polly rất là nhiều. Và một cái câu hỏi rất là nhanh chóng với lại Trúc Mai. Vấn đề bảo hiểm xe cộ đó Trúc Mai, anh đây là cũng một cái thắc mắc của anh. Trường hợp mà nhiều quý vị có nhà cửa, có cơ sở thương mại, có xe cộ, đương nhiên cái chuyện đó phải có rồi. Nếu chúng ta đến đây mà chúng ta mua tất cả những cái bảo hiểm cho những cái vấn đề mà anh vừa nói đó, thì chúng ta có được một cái quyền lợi gì không? Thí dụ như là, theo anh biết là nó có một cái chương trình kêu là Multiple Policy Discount, phải không ạ? Xin mời Trúc Mai giải thích cặn kẽ về vấn đề này cho quý vị khán giả được tường tận. Thì hiện tại Good Insurance có rất là nhiều bảo hiểm về xe cộ và đại diện cho những công ty khác nữa. Thì khi mà quý vị đến với Good Insurance thì ở đây giúp cho quý vị tham khảo những cái hãng bảo hiểm nào mà giá được rẻ nhất và mình mua dễ dàng nhất. Và khi mà quý vị đến đây mua là về life insurance và về xe cộ, về nhà cửa hoặc là commercial ở đây mà mua nhiều á, thì ở đây có những cái phần discount giúp cho quý vị được cái giá rẻ, rồi giảm cho quý vị những cái mà quý vị cần, không có cần thiết thì ở đây sẽ discount hết. Dạ, thay vì mình gọi là mua trọn gói đó, dạ, thì ở đây sẽ có những cái phần discount anh. Dạ vâng, cảm ơn Trúc Mai rất là nhiều. Và theo anh cũng được biết rằng đó, Good Day Insurance cũng có phục vụ vấn đề khai thuế cho đồng hương chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng ta đang trong mùa thuế của 2018. Và kính thưa quý vị có nhu cầu khai thuế, chúng tôi cũng kính mời quý vị hãy đến văn phòng Good Day Insurance. Các nhân viên đây với những cái kinh nghiệm về thuế vụ sẽ giúp chúng ta lấy tiền về tối đa, phải không ạ? Vâng, và Polly có gì chia sẻ thêm với quý vị khán giả về Good Day Insurance không? Thì về về bảo hiểm, tất cả bảo hiểm đi. Đúng thì văn phòng Good Day của tụi em á, thì có cái châm ngôn á, là khi mà họ mua đó thì phải bán đàng hoàng, cover cho nó đàng hoàng, coi lại cho nó kỹ, chứ không có bán đại rồi giá cứ bán rẻ thì không, tụi này không có muốn như vậy. Mua cho đúng rồi để cho người ta an toàn, giống như là người ta ngủ nó xe ngủ nó không có phải là cứ bị giống như lo sợ. Dạ thì thành ra cái đó là cái mà văn phòng của tụi em giống như là train nhân viên, train agent về cái cách mà bảo vệ cho khách hàng. Rồi còn thuế thì ở đây tụi này làm thuế cá nhân với làm thuế công ty đồ hết. Thuế thì cá nhân rất là W2 rất là bình thường. Ở đây làm có 20 đồng một cái file thôi.
nên làm payroll cho công ty rồi làm thuế cho công ty. Thì cái mục đích của thuế ở đây làm á là giúp cho mọi người á, là biết á, là dù nhỏ hay dù lớn cũng làm ơn á, là giống như mình xài mình phải giữ receipt rồi mình phải keep record, chứ mình không có phải là mình cứ khai đại 20 đồng mình khai đại nhưng mà mình bị audit á, mình cũng là mình bị trách nhiệm chứ không có phải là cái người khai bị trách nhiệm. So thành ra bao giờ cái tụi này á, cũng recommend là giống như là quý vị khách đó, đến đó là phải biết mình đang làm cái gì, chứ không có phải là muốn là chỉ là khai đại cho khách. Dạ. So đại khái ở đây là chỉ là có học được nhiều truyền lại nên so khách là người quyết định muốn như thế nào. Yeah. Cảm ơn Polly rất là nhiều. Và Trúc Mai có những gì chia sẻ thêm với quý vị khán giả đường lắng nghe. Ở Good Insurance, cũng như Polly vừa nói, công ty của chúng em thì chỉ có một cái câu châm ngôn là phục vụ tận tâm, tận tình và hết mình. Và chỉ là mong rằng quý khán thính giả ủng hộ cho Good Insurance và hãy đến với Good Insurance. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Trúc Mai. Kính thưa quý vị, Good Insurance với một đội ngũ nhân viên rất là hùng hậu, tận tâm, sẽ phục vụ tối đa cho tất cả quý vị có những nhu cầu về bảo hiểm hay là về financial planning cho cái retirement của mình. Một lần nữa, Vi Kha và Trúc Mai cùng với người chủ nhân dễ thương là Polly, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày thật hạnh phúc, thật là tươi đẹp. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị. Good Insurance, một văn phòng bảo hiểm với đầy đủ các dịch vụ bảo hiểm. Và đặc biệt mùa thuế năm nay, chúng tôi giúp quý vị khai thuế với những hồ sơ thuế tốt nhất và nhanh chóng nhất. Đặc biệt, văn phòng chúng tôi có bảo hiểm nhân thọ Life Insurance là hình thức đầu tư tốt nhất cho bản thân quý vị và gia đình của quý vị. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và may mắn. Good Insurance, chúc mừng năm mới!